Xin chào mừng các bạn đã trở lại với hàng giới thiệu chấm quen, mình là Hoàng đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm cực kỳ là nổi bật cũng như là đang được rất là nhiều bạn quan tâm và chú ý hiện nay, đó là con máy chơi game tay cầm Rock Ally nha. Thì bây giờ hãy cùng mình xem coi nó có những cái gì đặc biệt cũng như là làm sao mà nó có thể được nhiều người quan tâm đến như vậy ha. Ok, thì trên màn mình đây là con sản phẩm là con máy tay cầm chơi game Rock Ally ha. Thì khi nói tới máy console chơi game á, thì các bạn luôn nghĩ tới là như là nó sẽ có một cái hệ điều hành độc quyền cũng như là những cái store chơi game độc quyền trên con máy đó. Thì ví dụ điển hình nhất ở đây là các dòng máy đến từ Nintendo ha. Thì chúng ta ở đây thì con Rock Ally này đặc biệt một phần đó là nó được sử dụng là hệ điều hành Windows, thay vì những cái máy để cầm chơi game khác thì nó chỉ chơi những cái số một số tựa game độc quyền nhất định trên cái hệ máy đó. Thì với cái hệ điều hành Windows thì Rock Ally nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái thư viện game lớn hơn, chúng ta có thể chơi game nhiều nền tảng hơn như là Epic Store nè, Steam nè. Ngoài ra thì có những cái game web khác thì chúng ta vẫn có thể là chúng ta download chơi game, thì nó cũng mở rộng ra cho chúng ta rất là nhiều game để chúng ta có thể trải nghiệm nha. Ở một chiếc máy á, thì không có gì quá là bất ngờ, ROG đang vượt trội hơn so với những cái đối thủ khác về cái mặt là máy tay cầm chơi game nha. Đầu tiên á, thì ROG mới ra mắt gần đây thôi, cho nên là về phần cứng cũng như là các cấu hình thì nó sẽ mạnh hơn so với những cái dòng máy khác. Thứ hai á, là ROG đang là cái hãng laptop mà đang có những cái cấu hình top 1, top 2 thị trường. Và ngoài ra thì cái phần cứng cũng như là cái và phần gia công của họ cũng đang là rất là có lợi thế so với các sản phẩm khác nha. Ở đây thì con ROG chúng ta được trang bị cho là một cấu hình là chip AMD Ryzen Z1 Extreme và con GPU là GDDR3 với màn hình là kích thước 7 inch, độ phân giải là Full HD, cùng với một cái điều đặc biệt ở đây là so với những cái dòng máy khác thì hiện tại nó chưa có dòng máy nào thì có thể là có cái này hết, đó là cái tần số quét 120Hz nha anh em. Một con máy tay cầm chơi game mà có tần số quét 120Hz thì quá là tuyệt vời. Và cái mà khiến cho ROG Ally có tiềm năng trở thành một con cấu hình đó là nó có thể sử dụng chung với là EGPUX Mobile nha anh em. Thì đây là một cái con cạc rời laptop Wireless, thì cấu hình của nó hình như là RTX 4090. Về phần trải nghiệm thì Rock Ally sẽ là một chiếc máy sử dụng trên xe buýt, nơi làm việc hoặc là trường học cho anh em về tính linh động của nó. Mình thì không có nhiều thời gian đâu, chỉ tầm 30-40 phút có thể là mình dễ lao thôi, thì Rock Ally có thể là một cái giải pháp sẽ test đơn giản và hiệu quả nhất cho mình. Với trọng lượng nhẹ hơn và kích thước bé hơn so với một số máy chơi game tay cầm khác thì việc bỏ vào ba lô và túi sách như là mình sẽ dễ dàng di chuyển hơn. Hãng cũng không quên cho Rock Ally một đặc điểm là nhảy đèn LG ôm vào cái analog của nó ha. Về phần trải nghiệm thì khi mình cầm máy chơi game thì cũng không quá khác biệt so với những máy tay cầm khác, nhưng mình cảm thấy là cái phần bên dưới nó bám khá chắc, cũng như là các phím, các nút đó, thì nó sẽ được sắp xếp phù hợp với chuyển động của ngón tay của chúng ta khi mình chơi game nha. Và rõ ràng đây không phải là một cỗ máy để chiến nhát từ game chip của ai, nhưng điều quan trọng là tính tiện lợi cũng như là cái nhu cầu người dùng. Anh em có thể là chỉ chơi những cái tựa game indie hoặc là những cái tựa game chip của ai luôn, nhưng mà những cái tựa game chip của ai thì anh em có thể là mình chơi những cái mức setting cấu hình mà bình thường thôi, thì nó vẫn đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cho anh em. Về cái phần lượng pin của máy thì nếu các bạn chọn mức setting cao nhất mà chơi game thì đánh đổi lại thời lượng pin thì nó cũng bị rút ngắn nó tương ứng. Dưới đây là cái hình ảnh test hiệu năng pin cũng như là hiệu năng tiêu thụ pin đến từ một trang công nghệ uy tín, đó là trang công nghệ First, thì đã test cho anh em ở dưới đây nha.
thưởng game cũng như là chơi nó trên máy tính màn hình máy tính đó, thì mình cảm thấy con này nó khá là mát, cũng như là cái hiệu năng nó mang lại cũng khá là phù hợp so với, nó không phải phù hợp nhưng mà nó sẽ là tốt so với những cái máy tay cầm chơi game hiện tại nha. Tuy là giá thành nó có cao một xíu nhưng mà hiện tại nó đang có những cái cấu hình cũng như là những cái công nghệ mới, và thực ra nó là LG nữa, thì nếu các bạn là một fan LG các bạn không thể nào bỏ qua cái dòng máy chơi game tay cầm này ha. Nó không phải là một cái dòng máy mà chơi các tựa game độc quyền, nhưng nó là một dòng máy PC gaming nhỏ sử dụng hệ điều hành Windows, thì các bạn có thể chơi rất là nhiều các tựa game trên con máy này luôn. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì nhớ comment bên dưới, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Các bạn cho mình xin một like và subscribe kênh hàng chính hiệu chính viên nha. Xin chào và hẹn gặp lại.